Ở thử thách loại trừ, các bạn thuyết phục hoặc hạ gục hoặc làm cho ông phú ông này chết chưng hửng. Và bây giờ, phần thử thách loại trừ đầu tiên của thí sinh Phan Phúc Thắng. Nhà có chúa không? Nhà có chúa không? Không thấy sủa. Có ai ở nhà không ạ? Chắc đi chợ hết rồi. Ôi. Con chào thầy ạ. Dạ con chào thầy ạ. Anh đến nhà phú ông đúng không? Dạ đúng cháu. Anh gặp chủ nhà hay anh gặp chó? Dạ tại bước đầu vô phải giao lưu với chó trước ạ. Dạ để làm quen ạ. Dạ, dạ thưa là chả giấu gì thầy, con với cả con của thầy ấy, là học với nhau ở trên xì phố. Thưa với thầy là cũng chả giấu gì là con rất là thương con của thầy ạ. Ừ. Dạ con là nam to khỏe cao 1m8 nặng 72 kg. Dạ nhà mặt phố bố làm quan. Dạ đến đây để dạ, con có cái nhà mặt tiền, hai mặt tiền to, ba cái ô tô. Dạ không mua không bán cũng không gì cả, chỉ khoe vậy thôi ạ. Dạ. Cha ơi cha đâu rồi, làm sao con hôn lang tóc rối. À, cha không có tóc. Cha ơi cha đâu rồi, làm sao con thấy cha. Cha, dạ à, con thưa cha. Thầy nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái đi đứng là phải nhẹ nhàng. Dạ. Ăn nói nó phải duyên dáng. Dạ. Phải uyển chuyển. Con có chuyện này rất là quan trọng muốn nói với cha. Nói. Con có thai rồi. Chuyện này có thật không? Dạ thật. Có anh ấy tới đây luôn rồi nhưng mà con không dám kêu vô. Tại anh ấy danh tiếng lớn lắm, con mà kêu vô là mất cả thanh danh của ảnh. Không đùa. Dạ. Không giỡn. Dạ. Nói thật. Nào, đứa con, nào. Anh đó là Huỳnh Trấn Thành. Anh ơi. Trang ơi. Vô đi anh. Trang. Cha để con mời gọi anh vô. Anh ơi vô đi anh. Vô đi anh, come on baby. Anh ơi còn chần chờ gì nữa. Trái tim em đã bốc cháy vì anh rồi. Tình yêu của lòng em tan thành. Trời ơi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Yeah. Anh sẽ cam tâm chấp nhận con mẹ. Yeah, cha thấy chưa. Hai đứa lại đây. Dạ. Thầy nói. Dạ. Cha giấu con một sự thật mà bây giờ cha mới nói. Hả? Một sự thật gì vậy cha? Thằng Trấn Thành nó là con rơi của cha. Quá là đau khổ trời. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Làm. Nhưng mà cha ơi, con cũng có một sự thật thứ hai nói cho cha biết. Đó là thật sự con đâu có bầu với ảnh. Tại vì hôm bữa đó ảnh dẫn cho cô vườn chuối con ăn. Cái ảnh lột chuối, ép con ăn đi em. Cứ lè, gặp ảnh con lè. Cái con tưởng con có bầu chứ thật sự đâu có bầu đâu. May cha. Quá, ra đi. Dạ. Nói cho con biết. Dạ. Con này dạ. Nó không phải là con đẻ của cha. Ủa? Nó là con nuôi. Trời ơi, quá nghe. Phú ông ơi. Phú ông ơi, cho con xin tiền đi Phú ông. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hả? Mới đầu tháng mà xin tiền cái gì? Bữa nay là con tới tháng rồi. Ông cho con xin tiền đi. Đây này, hai lưng à. Hả? Thằng con trai như mày mà nói là tới tháng. Giỡn hoài. Thế là sao? Tới tháng cái gì? Tới tháng là tôi qua đây tôi đòi nợ ông á. Ông nội. Ông hiểu không? Giấy nợ đây nè. Đọc cho nghe chơi nè. Giấy nợ. Mượn 1000 cây vàng. Phú ông đã mượn. Phú ông Đức Hải, phú ông cho mượn Ngọc Giàu. Ký tên. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Bây giờ trả nợ không? Ôi, chơi kỳ nha. Gián không? Gián gì? Bắt sống thằng này cho tao. Bắt gì? Ở đây là tôi trói tụi nó ra bụi chuối mà kia hết rồi. Tao nha. Không có nợ nần thằng nào nhé. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông mượn tiền làm gì tôi biết hết. Tôi biết hết. Ông đang nuôi gái đúng không? Nghe đồn là đang quen với Kiều Oanh đúng không? Thôi